cho game thủ TiTi. Rome Pan, một kèo đấu mà Pan vẫn cửa trên hơn. Tái uy nào. Oklahoma, Vâng, quay trở lại với máy của game thủ Văn Hưởng. Roman và Pan thì kèo này đánh được, trận trước thì hơi tịt một chút. Có hai voi. Ôi, bài đẹp, ba voi và một bài hiêu. Thiếu một đồ nữa thôi. Thiếu một đồ nữa thôi là đủ rồi. Chúng ta hãy cùng chờ xem trận đấu này thì Văn Hưởng đánh như thế nào. Lô gì Cammy? À, hôm nay em sẽ phán một con lô độc. Phán một con lô độc. Lô gì đây nhỉ? Không. Hôm nay Game TV thắng thì ai đánh lô đều trúng, anh em nhầm. Thắng thua nó không liên quan đến việc đánh lô trúng. Đánh lô là cả một nghệ thuật. Và con lô ngày hôm nay nó sẽ là con lô 5C. Hôm nay quay Hưởng đánh 5C và Hưởng nói chung thắng hay thua đều là tỷ số 3-2. Nhưng em sẽ không phán cho anh em là con lô 3-2 đâu, mà em sẽ phán con lô 31. Đấy. Con lô 31 và con lô 13 sẽ là cặp số ngày hôm nay nhá anh em nhá. Đấy, mặc dù là tỷ số là 3-2 nhưng mà mình phải phán lệch đi, bởi vì hôm qua phán trúng theo tỷ số rồi. Hôm nay phải phán lệch đi, khả năng sẽ về. Anh em cứ tin tưởng em đi. 3113 nhé mọi người. Ngày hôm nay lô sẽ là 3113. Anh em tin em đi. Ok anh, tối em tặng thẻ. Ok, cảm ơn Un Anh nhá. Anh em ăn lô trúng tặng thẻ em thì tuyệt vời quá. À anh em nhớ like Facebook của em với nhá. Chứ quên mất không. Nãy giờ quên mất không không quảng cáo Facebook. Làm cái bài. Rồi chúng ta hãy cùng quay trở lại với trận đấu này. Một bài Roman tới đối thủ Văn Hưởng. Tôi lại tưởng là vâng anh em xuống để chim lợn cho Văn Hưởng mà chả thấy ông nào chim lợn cả. Thôi lại tự phải vâng tự một mình chim lợn cho Hưởng vậy. Khi đợi ở 10h30 với 25 đồng dân Roman. Bãi vàng thì có 2 bãi. Đánh với Pan thì lên 6 chọc chết nó đấy. Roman thì cũng có lợi gỗ với đánh cả nhà cửa rè. Vẽ ruộng rất là phê. Jacob bò bãi vàng vào trước. Hợp lý đấy nhiều Văn Hưởng. Và đây là con nông dân đi lẻ với con nông dân lẻ của Pamida. Một dân phải nằm xuống. Bây giờ sẽ tìm những khu vực làm ăn khác. Ô, rất ngon tới cái thủ DT. Ăn được 2 dân Pan cả không các bạn nghĩ nào, nhưng tôi thì tôi cứ ăn được 2 dân Pan là tôi sướng lắm rồi. Làm thêm bấy nhiêu nữa. Sẽ bị phát hiện ra bãi ăn hoàng. Họ có 4 nông dân. Vâng, 18 dân chết, 2 tức là 16, 4 nông dân ở trong bãi ruộng. Có khoảng 6 con nông dân ở trong bãi gỗ là 10 cộng với 2 là 12. Như vậy còn 6 nông dân nữa đang ở đâu đó. Tìm đi. Ngon thế à rồi. Ăn quét lắm. Càng ngon nữa. Ngon. Vẫn thành công luôn. Quýt. Rồi bây giờ thì có lẽ là nên ăn bầy hiêu này. Rất nhiều gỗ nhá. Về nhà xóa ruộng đi em. 2 phù thủy đứng trông. Tự cho 2 con phù thủy tự hồi máu nhau đi. L2 và làm thêm 3 cái ruộng ra. Thực ra cũng không cần phải sóc quân vội đâu, nâng cấp công nghệ các thứ lên là được. Ví dụ như chặt gỗ chẳng hạn. Nâng đấy, nâng chặt gỗ đấy. Không vội đâu. Phú. Ôi, quả kìa. Thơm quá. Mang quân ra. Luôn nhớ rằng là chúng ta còn một bãi quả hả? Em không biết được. Cái gì đánh mời gì? Mời thì cứ mời. Em đi chứ. Công giáp rồi. Sao lại có người nhắn tin mình là cảm ơn em đã đồng hành cùng chim sẻ nhỉ? Thôi mình cứ yêu thôi chứ không biết như nào. Hai L đang bắt đều. Trận đấu này thì chúng ta vẫn chưa thể nói trước điều gì cả. Nhưng mà Không hiểu sao trận đấu này tôi rất thích đánh những cái thế như thế này nhá. Nói thật các bạn là thế như này, thế rất dễ đánh dành cho Roman rồi. Nha. Ôi chết rồi. Khá lộc lá tới người tuyển thủ Văn Hưởng. Được. Và như vậy là TiTi đã quit. Tỷ số là 1 đều dành trong trận đấu thứ 5 dành cho game thủ Văn Hưởng.